Đồng Tháp. Nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt. Khởi đầu của chín nhánh Cửu Long. Làm nên một vùng đất trù phú, sản vật dồi dào. Một hệ sinh thái đất ngập nước độc đáo. Nơi chứa đựng những huyền tích hào hùng. Được làm nên bởi bao thế hệ người dân mộc mạc, chất phác, cần cù. Khao khát vươn lên. Nơi có bộ máy chính quyền năng động, thân thiện, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Tất cả điều đó đã làm nên Đồng Tháp một điểm đến đầy hứa hẹn để lựa chọn đầu tư. Vài năm gần đây, Đồng Tháp liên tiếp thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư như tập đoàn Nghị Phong, tập đoàn Austin của Australia, Thí Thạc của Đài Loan, Quan Quan, Vĩnh Quang, Coopmart, Vingroup, Bia Sài Gòn, Thành Thành Công của Việt Nam. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Đồng Tháp đang là điểm đến hấp dẫn. Hiện toàn tỉnh có trên 4.200 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 34.000 tỷ đồng. Trong đó có 19 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 205 triệu đô la. Đồng Tháp, việc đầu tiên chúng tôi đánh giá cao đấy là khu vực có được nguồn nguyên liệu tốt nhất. Với cái nguồn nguyên liệu này thì sẽ giúp cho chúng tôi đảm bảo được cái chất lượng của cái sản phẩm chúng tôi làm ra. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là các cái sở ban ngành của tỉnh Đồng Tháp đã giúp đỡ chúng tôi hết sức từ chuẩn bị khâu giấy tờ, các thủ tục và để làm sao chúng tôi có thể hoạt động một cách nhanh nhất trong thời gian vừa qua. 90% sản lượng ngành công nghiệp hiện có ở Đồng Tháp là thuộc về lĩnh vực chế biến nông thủy sản. Điều này cho thấy tiềm năng lợi thế của Đồng Tháp, một tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, với sản lượng lúa hàng năm hơn 3,3 triệu tấn xếp thứ 3, sản lượng cá tra thịt trên 400.000 tấn đứng đầu cả nước. Đồng Tháp còn có nhiều loại trái cây ngon nước tiếng như xoài cao lãnh có sản lượng 100.000 tấn, 90.000 tấn cam quýt, 47.000 tấn ớt, 40.000 tấn nhãn và 12.000 tấn chanh mỗi năm. Nông sản của tỉnh hiện đã xuất khẩu khắp thế giới, kể cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Trong 3 năm qua, Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng nông dân đến hợp tác, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lớn, giảm chi phí, tăng chất lượng. Đây chắc chắn sẽ là thông tin được các nhà đầu tư chuyên ngành chế biến nông sản trong và ngoài nước quan tâm. Cùng với nông nghiệp, một thế mạnh khác mà Đồng Tháp cũng đang tập trung phát triển đó là du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái. Làng hoa Sa Đéc rộng 500 hecta với nhiều giống hoa nhiệt đới lẫn ôn đới. Vườn quốc gia Tràm Chim 7.300 hecta, khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới với hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù. Khu du lịch Đồng Sen 150 hecta vừa rực rỡ lại hiền hòa. Với việc ban hành đề án phát triển du lịch cùng nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, du lịch Đồng Tháp có bước khởi sắc. Năm 2017, Đồng Tháp ước tính có khoảng 2,4 triệu lượt du khách ghé thăm, trong đó có gần 100.000 lượt khách quốc tế. Hiện Đồng Tháp đã kết nối với thành phố Hồ Chí Minh
và các tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp 10 phát triển du lịch với tour một hành trình 3 điểm đến. Điều này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách hơn nữa đến với những điểm du lịch đặc trưng của vùng đất Sen Hồng. Đây cũng là điểm nhấn tiềm năng mà nhà đầu tư không nên bỏ qua. Chào đón nhà đầu tư, Đồng Tháp hiện có 3 khu công nghiệp đang hoạt động, 14 cụm công nghiệp đang hoàn chỉnh hạ tầng và 2 khu kinh tế cửa khẩu. Mạng lưới đô thị của tỉnh tiếp tục phát triển hài hòa, trong đó đảm bảo quỹ đất triển khai các dự án thương mại dịch vụ, khu dân cư và các công trình hạ tầng xã hội khác. Hệ thống giao thông đường tỉnh và giao thông nông thôn tiếp tục được hoàn thiện. Quốc lộ 30 và quốc lộ 54 trên địa bàn tỉnh đang được đầu tư mở rộng. Cuối năm nay, cầu Cao Lãnh qua sông Tiền, cầu Dàm Cống qua sông Hậu sẽ thông xe, tạo bước phát triển đột phá về kết nối giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, đưa Đồng Tháp trở thành địa phương có hạ tầng giao thông thuận lợi cả thủy lẫn bộ. Kèm theo đó là hệ thống logistics được đầu tư hoàn chỉnh, giúp tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư. Qua năm 2018 thì chúng tôi sẽ chính thức là đưa vào cái hoạt động là feeder quốc tế vào cảng Cái Cui. Đây là một cái điểm để kết nối với Đồng Tháp, Sa Đéc và các cái vị trí của tổng ty Tân Cảng trong cả nước. Để từ đó các cái hàng hóa của Đồng Tháp nói riêng cũng như là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung có một cái giải pháp logistics tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư. Đến với Đồng Tháp, nhà đầu tư cũng được tạo thuận lợi tối đa về các thủ tục hành chính đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, xây dựng. Bởi từ năm 2016, tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Đây là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, Đồng Tháp cũng đang hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền điện tử, đẩy nhanh lộ trình triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Những nỗ lực này là bằng chứng rõ ràng nhất về sự năng động của bộ máy chính quyền tỉnh Đồng Tháp trong tạo dựng môi trường đầu tư thân thiện, đồng hành với doanh nghiệp. Điều đó cũng giải thích vì sao từ khi công bố thí điểm lần đầu tiên năm 2005 cho đến nay, chỉ số PCI của Đồng Tháp luôn thăng tiến và giữ vững ở top đầu cả nước. Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trong cả nước có sáng kiến về mô hình cà phê doanh nhân. Và hiện nay cái mô hình này đang được nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố khác. Thì mô hình này, bản chất của mô hình này là thể hiện cái sự cầu thị, lắng nghe, cái sự mong muốn đối thoại, mong muốn đồng hành với các doanh nghiệp. Không câu nệ về quy mô hình thức, không câu nệ về mặt nghi lễ và chú trọng vào những cái thông tin thật, những cái trăn trở, những cái nguyện vọng, những khó khăn của doanh nghiệp. Đồng Tháp có 10 trên 12 huyện thị thành phố được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư dành cho khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn. Ngoài các quy định chung, đến với Đồng Tháp, nhà đầu tư còn được tạo điều kiện bằng chính sách ưu đãi trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, nước sạch nông thôn, phát triển du lịch, hoạt động khoa học và công nghệ. Lãnh đạo tỉnh cam kết thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Tôi có thể nói rằng với cộng đồng doanh nghiệp đối với nhà đầu tư rằng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp là cam kết đã vượt qua cái tư duy nhiệm kỳ và những thế hệ lãnh đạo chỉ làm gần ngày đó là có sự làm tốt hơn, có sự cam kết tốt hơn và những thế hệ lãnh đạo sau của nhiệm kỳ sau sẽ là những người mà năng động hơn, giỏi hơn. Cùng với tất cả những thuận lợi vừa nêu, Đồng Tháp còn có nguồn nhân lực dồi dào với gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó có 52% đã qua đào tạo. Điều đặc biệt là nông dân Đồng Tháp không chỉ cần cù, chăm chỉ, có kinh nghiệm làm vườn làm ruộng, mà còn thích ứng nhanh với sự thay đổi, với tư duy sản xuất mới, được những nhà đầu tư chiến lược đánh giá cao. Đây cũng chính là kết quả của mô hình hội quán, một hình thức tập hợp nông dân riêng có ở Đồng Tháp. Với tất cả tiềm năng, lợi thế vừa nêu, Đồng Tháp sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ bảo quản, phân phối chế biến nông sản như lúa gạo, thủy sản, trái cây. Các nhà đầu tư chuyên ngành cơ khí,
chế tạo máy phục vụ nông nghiệp. Các nhà đầu tư chuyên ngành xây dựng hạ tầng công nghiệp, logistics, khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở. Các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, đầu tư khu du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái. Với việc phát huy tối đa nội lực, cùng sự trợ lực lớn lao của chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược, Đồng Tháp sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng Tháp, tiềm năng của chúng tôi, cơ hội của bạn.